Thưa quý vị, năm 2025 là thời điểm lớp học sinh đầu tiên theo chương trình giáo dục phổ thông mới thi tốt nghiệp.Chiều hôm qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội thảo về công tác chuẩn bị đề thi cho kỳ thi tốt nghiệp này. Cấu trúc định dạng đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 được triển khai bảo đảm tính kế thừa như môn Ngữ văn hình thức tự luận, các môn còn lại hình thức trắc nghiệm, giữ một phần dạng thức trắc nghiệm nhiều lựa chọn. Ngoài ra, còn phát triển về nội dung để phù hợp với thực tế triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018, như thêm các dạng trắc nghiệm mới để hạn chế các nhược điểm của dạng trắc nghiệm nhiều lựa chọn, đồng thời thuận lợi hơn trong việc đánh giá học sinh theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, giảm bớt khối lượng và sai sót công việc trong tổ chức thi.